Đấy, từng mảng được kéo sập. Đấy, tường thì rõ ràng nó sẽ mềm hơn là mái rồi. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi một buổi đi phá nhà của anh em chúng tôi. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi lại sử dụng đến con Hitachi Zaxis 30. Ở đây thì không dùng được máy to nên chỉ sử dụng được con 30 này thôi các bác ạ. Và đây là một cái lối đi vào, một cái lối phải nói là rất là bé. Lối này đâu đó chỉ khoảng 8-9 thì thôi. Với một cái lối nhỏ như thế này thì máy 50 chịu không vào được, mà phải dùng đến con nho nhỏ này. Vậy nên người ta bảo rồi, việc nào khó có anh, việc nào máy to không ăn được thì dùng máy nhỏ. Mà máy nhỏ lúc này mới có giá trị, máy nhỏ lúc này mới kiếm được tiền nhiều các bạn nhé. Đấy, và đây, để có thể vào được căn nhà đó thì anh em tôi phải băng qua một cái con ngõ dài dài, nho nhỏ. Chờ đón anh em chúng tôi như một cái người về. Đấy, ngõ rất là bé. Và kia là cái căn nhà mà anh em chúng tôi cần phải phá. Vâng, mời các bác cùng tiếp tục theo dõi. Và đây là một cái căn nhà một tầng mà ngày hôm nay anh em chúng tôi cần phải phá. Đấy, căn nhà này thì chia làm hai nửa. Nửa bên tay phải này thì chỉ có tường thôi, toàn bộ là tường. Tường này là tường chịu lực, tường 20. Nhà này thì không có mái các bạn nhé, chỉ có tường thôi. Phần trên này thì được lập bằng gỗ ngói. Đấy, duy nhất là cái gian phía bên tay trái trong mái nhỏ các bạn này thì là có mái hiên thôi và có một cái tum. Tum này thì được hạ bằng tay một ít rồi. Đây, đây là cái trần. Đây, đây là cái trần. Phía trần này thì sẽ được đục xong. Còn cái tum thì được hạ bằng tay rồi. Đây, có một cái ô cầu thang. Toàn bộ tường là tường 20 hết này. Trong này còn được ốp bằng gạch hoa, rất là chắc các bạn, giống tường ốp này chắc lắm. Đấy, đây, chỗ này thì chia làm nửa, hai nửa. Đấy, toàn tường 20 hết. Tường 20. Đấy. Phía bên trong này thì có một ô phòng ngủ này, hai ô phòng ngủ này. Đấy. Nhà này thì được cái xung quanh rất là rộng. Đây, xung quanh này, đằng sau này. Đấy, đằng sau này thì rất là rộng, có một cái vườn. Chả may mà có đổ vỡ sang đây thì cũng chả có quan ngại gì lắm. Đấy, vườn nhà mình. Duy nhất là phía đằng sau thì cẩn thận hơn chút. Tuy là cẩn thận hơn nhưng mà phá như thế này vẫn còn thoải mái các bạn nhé. Đấy, đứng từ nhìn từ phía sau này. Từ cái mép này sang đây nó cách còn khoảng 40 phân. Còn càng vào sâu trong thì nó càng cách xa. Cách xa như mày chả may có sập tường hay sập cái gì thì cũng không lo. Đấy. Nhưng nói là không lo nhưng mà phá vẫn phải cẩn thận các bạn nhé.
Và trước khi đi vào video thì mình luôn nhấn mạnh anh em là khi phá nhà thì mình phải đi xung quanh nhà toàn bộ để xem là căn nhà này được thiết kế như nào, bên trái bên phải đằng trước đằng sau nó rộng rãi hay nó chật hẹp như nào, để mình cần đưa ra lựa chọn phá như thế nào cho an toàn. Đấy. Đây. Căn nhà này thì được xây dựng cũng lâu lâu rồi các bạn ạ. Đấy, đây, toàn bộ tường 20 thôi, rất là dày. Đây, chia làm hai nửa. Nửa bên phải và nửa bên trái, cách nhau bởi một cái hành lang ở giữa. Cái bên phải này thì chỉ có tường, có mỗi cái hiên phía đầu ngoài thôi. Còn gian phía bên tay trái kia thì lại có cả mái, vì nó liên quan đến cái tum ở bên trên. Đấy, đây, cái phần giữa này thì chia đôi ra này. Phần giữa chia đôi ra hai nửa. Đấy. Do cái đường này thì như mình có chia sẻ là nó nhỏ, không thể vào bằng máy to được, nên là người dùng con 30 này. Để mà nó không vướng cái cột điện kia thì cũng có thể vào được các bạn ạ. Và bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi xem bác tài của chúng ta xử lý phá làm sao để mà hạ một cái căn nhà này xuống một cách an toàn nhé. Đấy. Con 30 này khá là thấp. Đây, với kịch cần như thế này rồi mà nó cũng không thể nào gọi là cao được. Nên là phải tìm cách phá phía bên phải này trước. Mục đích chính là lấy chạc đôn bệ lên để có thể phá cái phần bên tay trái. Đấy, tức nhà này mà muốn phá thì mình phải phá nửa bên phải trước, sau đó thì mới tiến hành phá bên tay trái sau. Phần này thì bác Tài đã tiến hành cái phần hiên trước, máy hiên. Cái phía bên tay phải này thì nó chỉ có cái hiên thôi, hiên tường, không có mái. Đấy, chắc khả năng là trong một ngày là xong. Đấy, nhà thì xây rất là lâu rồi, được xây dựng bằng vôi vữa và có một ít sắt thép. Đây, tách đôi nhé. Cái phần này thì bác Tài đang dự tính là bắn vào giữa cái gian này để tách đôi giữa gian phải và gian trái với nhau. Đấy. Sau khi tách đôi xong thì bắt đầu có chạm đôn bệ lên thì mới ăn được cái phần phía bên trái. Đấy. Đây, phía bên trái là một gian có mái. Gian giữa này thì để đi lại khá là rộng. Nhà này thì theo như bác chủ nhà chia sẻ thì là được xây dựng có vôi, có sắt, có xi măng, nhưng mà xi măng thì chiếm tỷ lệ ít thôi. Và cái máy hiên này ấy, thì nghe đâu bảo là được ghép bởi tấm đan. Đấy, thì bây giờ anh em tôi phải đục ra thì mới xác định được là tấm đan hay là bằng ghép đổ mái. À, có tấm đan. Bằng tấm đan các bác ạ. Đấy, như vậy là cái hiên này ghép bằng tấm đan. Ghép bằng tấm đan này thì làm nó sẽ nhanh hơn. Đấy, đục để tách đôi nửa ra. Đấy, nhà này nếu như mà tu sửa lại để ở thì vẫn còn ở thoải mái các bác nhé. Nhà này thì chẳng qua là bây giờ là thứ nhất là nó cũ, thứ hai nữa là nó không được nhiều tầng, diện tích nó không sử dụng được nhiều. Chứ còn nếu nhà này thì bảo để ở nữa thì chỉ cần sửa sang sơn sửa lại thì còn ở muốt mùa luôn mới hỏng nhé. Phần mái hiên này thì được đổ bằng bê tông,
cộng với các tấm đan lắp ghép vào nhau nên là nó chắc hơn một chút xíu. Khi mà phá được toàn bộ cái máy hiên này rồi thì vào trong nó sẽ dễ dàng hơn, vì phía bên trong kia toàn bộ là tường vôi, mà tường vôi này thì bù ấy chỉ cần đục sơ sơ là rụng rồi. Một căn nhà đẹp được xây dựng rất là nhiều năm, rất là nhiều công sức, sắp được phá rồi các bạn. Đấy, đây. Bây giờ mới nhìn rõ là hai nửa của gian nhà này khác nhau hoàn toàn. Đấy, phần này thì bác chủ cũng hỗ trợ thêm trong cái việc là tưới nước để giúp cho bác Tài đỡ bụi hơn. Phần chân tường thì là hết rồi các bác ạ. Đây. Chân tường. Theo anh em thì đối với một căn nhà này thì phá bao lâu là xong? Nếu như mà phần bên phải này mà nó được làm hiên toàn bộ, cả xúc cả vận chuyển thì có thấp nhất cũng phải 3 ngày các bác ạ. Ở đây thì cái cảnh máy 30 đã vào được thì chạy. Chia làm hai nửa khác nhau. Đấy, nửa này còn nguyên xi, nửa kia thì đang được đục vỏ dần dần. Đấy. Toàn bộ là bằng gạch vôi. Và hơn thế nữa là tường lại còn tường 20. Rất là bụi đấy. Con chó này có bán không? Hả? À. Có. Xem bác Tài có bác phá bước kia không đây. Những cái đòn tay, những cái cột gỗ ở trên mái rất là to mà này, này. Quá to luôn. Đấy, nhiều anh em bảo là đi phá nhà nhìn rất là phí đúng không? Toàn bộ cột kèo rồi đòn tay, đòn chân các kiểu đều bỏ đi hết này. Cái này bây giờ thì chỉ có làm chun thôi, hoặc là khi nó rơi xuống thì làm cột chống một chiếc gì do chuột lợn chuột gà thôi. Nhà này coi như nửa gian bên tay trái chưa cần đụng chạm gì, để nguyên. Khi nào phá hết được cái phần gian bên tay phải kia đi thì mới quay lại xử lý cái phần này sau. Xây bằng gạch vôi, phá thì rất nhanh, nhưng đổi lại một cái là cực kỳ mút. Sau khi đã phá được toàn bộ cái phần mái hiên, khúc này thì bác Tài đang tiến sâu vào phía trong để phá những cái bức tường ngăn, tường ngang, tường dọc các loại tường.
Tường này thì được xây dựng bằng tường vôi 20 phân. Toàn bộ cái khu bên phải thì ngày hôm nay bác Tài bác sẽ cố gắng phá xong để cho người ta còn nhặt gỗ. Ngày hôm sau thì bác sẽ tiến hành phá nốt cái gian phía bên tay trái. Tuy là tường vôi nhưng mà rất là chắc chắn đấy các bạn nha, chứ không phải là cứ tường vôi là dễ đổ đâu, còn sơi nó mới đổ đấy. Tường vôi này rất là đổ bụi đấy, loảng xoảng. Đấy, từng mảng được kéo sập. Đấy, tường thì rõ ràng nó sẽ mềm hơn là mái rồi. Nếu có loại tường này thì cần kéo nhẹ là sập. Bên trên các bạn có thể để ý là nhà này thì còn cái bộ khung gỗ ở trên cũng còn rất là đẹp và mới. Tuy nhà xây dựng mấy chục năm rồi nhưng mà để còn được cái bộ khung bộ gỗ như thế này là quá tuyệt vời rồi, chứng tỏ là gỗ nhà này dùng rất là tốt đấy. Gỗ này thì như ban đầu video mình có chia sẻ, một là để làm củi đun, hai thì có thể sử dụng vào mục đích khác như là dựng chuồng trại gì đấy. Đấy, đấy, nghề phá rỡ rất là vất vả các bác, bụi mù luôn đấy. Cái phần này xem là có hạ không luôn không. Gỗ tốt, gỗ tốt thì tốt, rơi vào máy xúc thì cũng hỏng. Gỗ tốt thì khi mà máy xúc quật thì là cũng tan nát hết. Đấy, máy bắt đầu leo vào sâu bên trong để đập cái bức tường ngăn này, bức tường hông, bức tường trước, bức tường sau và xử lý những cái phần gỗ. Đấy, lâu nhất là lâu cái hiên thôi, còn những cái phần tường này thì lại dễ dàng. Úi giời, tức không phá mà tự đổ đấy. Đòn bay rất to. Đấy, cái bức này mới là kinh này. Nó mà đổ ụp ra vườn là toi đấy. Thực ra ra vườn thì chả có gì toi đâu, chỉ sợ gãy cây thôi. Ăn nốt tường này không? Đấy, bây giờ cho người ta nhặt nốt gỗ đi. Sau đó thì buổi chiều là mình chiên nốt các bác ạ.
sau cái giờ nghỉ trưa thì toàn bộ cái phần mái gỗ đã được bác chủ nhà nhặt xong xuôi. Gỗ này thì có thể sử dụng lại làm một số mục đích khác. Và buổi chiều ngày hôm nay thì bác Tài đã tiến hành đục cái phần tường ngăn giữa hai cái gian. Đây, bác chủ của bác rất là nhiệt tình tưới nước để cho đỡ bụi cho mọi hàng xóm xung quanh và đỡ bụi cho bác lái máy khi làm việc. Tường là tường 20 nhưng mà được xây khá là chắc. Còn nguyên một cái gian bên tay trái này nữa. Gian trái này gồm một cái tum được hạ bằng tay. Phải như máy 55 đổ lên thì những cái tường đấy chả cần bắn, kéo nhẹ thì nó đổ luôn. Nhưng mà phải con 30 này thì ngoài sức của nó, cái phần nào mà bỏ bụng dễ lôi thì lôi được thôi, không thì vẫn phải dùng búa đục. Máng cả lô luôn. Việc xây dựng bằng đường vôi nên là khi mà kéo đổ thì nó đổ thành từng bức to cũng là điều đương nhiên thôi. Một bức nằm dọc theo thân tường đã được dập xuống. Ra để xúc cho nó được tiện hơn. Đây là cái bức tường ngang cao nhất của căn nhà này. Chơi được cả mảng không? Đấy, đôi khi là mình muốn kéo cả mảng nhưng nó lại không đổ cả mảng, nó lại đổ con tí một vào. Đấy, vì tường vôi vữa. Đây này, bây giờ này. Ui ui kia. Chưa được. Nó vẫn bị vỡ theo kiểu từng mảng nhỏ. Cũng may là bên kia nó còn hở ra 3-40 phân. Nên là không sợ lo rơi sang sân nhà hàng xóm. Đấy. Thôi thì nó vỡ cả mảng nhỏ như thế này càng an toàn. Đổ.
gần tới chân xích luôn. Cứ mỗi lần phá rỡ hạ được căn nhà xuống được an toàn là mình phải chứng tỏ được tay nghề mình tốt và là một cái niềm vui rồi. Khi nào chưa hạ xuống an toàn thì cảm thấy rất là nguy hiểm. Góc tường vuông này đấu vào nhau nó rất là chắc chắn đấy, nếu như không phá đứt xuống chân ấy thì kéo thì hay bị đẩy tường ra phía bên ngoài. Ở các video thì mình đều có chia sẻ là không còn biết ông phá thế nào, phá nhanh phá chậm hay là phá thế nào đi chăng nữa, đầu ven trước đầu ven sau không quan trọng, quan trọng là phá trong một căn nhà nó an toàn, không có đổ vỡ, không có thiệt hại gì là được. Còn rất là nhiều căn nhà cũ, làng này thì còn khá là nhiều nhà cũ nên là chắc hẳn là sẽ phải quay lại đây làm rất là nhiều. Đây, bây giờ còn một bức tường cao này. Tường đang được hạ xuống dần dần rồi, xong phim ở đây có nghĩa là hạ được toàn bộ những bức tường xuống một cách an toàn rồi, chứ không phải là xong phim là đổ vỡ các bạn này. Đấy, và như vậy thì trong vòng buổi làm việc đầu tiên thì anh em chúng tôi cũng đã hạ xong xuôi được toàn bộ căn nhà một tầng phía gian bên tay phải. Buổi làm việc ngày hôm sau thì anh em tôi sẽ tiến hành hạ nốt cái gian phía bên trái còn lại và sẽ tiến hành đục những cái phần sắt ra khỏi bê tông để cho công nông vào và xúc lên để vận chuyển bớt ra. Đấy, và như vậy thì đây, một cái căn nhà một tầng hai gian đã được anh em tôi phá xong xuôi các bạn này. Đấy. Đấy, ngày mai thì máy sẽ lại tiếp tục với công việc còn lại. Và ngày mai thì máy cũng cần phải giải quyết khá là nhiều công việc như là phá nốt cái phần tường cao này, rồi phá nốt cái mái bên này và hạ xong xuôi để kịp ngày cho bác chủ còn xây dựng động thổ. Đấy, mình sẽ tiếp tục cập nhật video ở phần 2. Các bạn nhớ đón xem vào lúc 6 giờ tối hàng ngày nhé. Video của mình ngày hôm nay thì xin phép kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.